Xin chào quý vị. Hiện nay thì khối khí nóng phía Tây bắt đầu có dấu hiệu là suy yếu về cường độ. Đêm nay và ngày mai ở tại khu vực Bắc Bộ vẫn còn chịu tác động của khối khí nóng có cường độ suy yếu dần, với đới gió Tây Nam còn gây hiệu ứng phơn, nên các tỉnh thành ở tại khu vực phía Tây Bắc Bộ tiếp tục là có nắng nóng diện rộng. Tuy nhiên, nền nhiệt độ giảm nhẹ và nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Các tỉnh thành khu vực phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 34 đến 35 độ, chiều tối có nơi có mưa rào và dông. Đối với các tỉnh miền Trung thì đới gió Tây Nam gây ra hiệu ứng phơn cũng tiếp tục gây nắng nóng diện rộng cho các tỉnh vùng núi thuộc khu vực Bắc Trung Bộ và cả ở tại khu vực Trung Trung Bộ. Tuy nhiên là do cường độ khối khí nóng suy yếu nên nắng nóng ở các khu vực này có xu hướng là sẽ bắt đầu hẹp dần về diện cũng như là giảm về cường độ so với những ngày qua. Chiều tối và đêm ở tại khu vực có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và cả gió giật mạnh. Tại khu vực Nam Trung Bộ thì trời vẫn ít mưa, ngày nắng ráo và cùng với đó là sóng gió trên các vùng biển vẫn còn khá yếu, biển êm. Thời tiết biển ít biến động, vì vậy mà du lịch biển đảo sẽ là một trong những lựa chọn lý tưởng cho du khách. Thưa quý vị, nằm trên địa bàn xã Nhân Lý, cách thành phố Quy Nhơn khoảng 20 km, eo gió là điểm đến ít người biết đến nên khung cảnh nơi đây vẫn còn khá hoang sơ nhưng mà không kém phần hùng vĩ và xinh đẹp bởi những mỏm đá lởm chởm dựng thành. Đặt chân đến eo gió, chắc hẳn du khách sẽ thấy ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp của miền biển ở nơi đây với những làn sóng lượn lờ, viền theo chân núi hay vỗ nhẹ vào từng vách đá rồi tung bọt trắng xóa. Chạy dọc theo chân núi từ Tây sang Đông còn có một bãi đá chừng lớn nhỏ đủ màu sắc, cùng với đó vẫn còn rải rác những phiến đá lớn như mặt bàn, có phiến còn nhô ra như mái nhà, giúp du khách có thể nghỉ ngơi và thưởng ngoạn khung cảnh nơi đây. Đến với khu vực các tỉnh Tây Nguyên, vào đêm và chiều tối tiếp tục là có mưa rào và dông ở diện khá. Trong cơn dông thì có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Ban ngày thì trời vẫn nắng oi. Còn ở tại khu vực Nam Bộ trong 24 giờ tới thì nắng nóng chỉ xảy ra vài nơi ở tại khu vực miền Đông và một số tỉnh nằm ở biên giới Tây Nam của vùng đồng bằng sông Cửu Long, với mức nhiệt độ cao nhất là 35-36 độ. Còn lại thì các nơi khác vẫn phổ biến là từ 32 đến 34 độ. Vào đêm và chiều tối, khu vực chỉ có mưa rào và dông vài nơi, lượng mưa hầu hết là không lớn. Và tiếp theo là những thông tin thời tiết các vùng du lịch trong đất liền và hải đảo. Khu vực Tây Bắc, mây thay đổi, phổ biến là không mưa ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Ở tại Sapa thì nhiệt độ là từ 19 cho đến 26 độ. Tại thành phố Tam Đảo, nhiệt độ là từ 22 đến 30 độ. Và ở tại Điện Biên, nhiệt độ là từ 18 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc, thời tiết khu vực này phổ biến là có mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Ở tại khu vực Hà Giang thì không mưa, nhiệt độ là từ 24 cho đến 35 độ. Ở tại khu vực Hạ Long và Hải Phòng, trời cũng hầu như là không mưa, nên nhiệt độ trong ngày hầu như không vượt quá ngưỡng là 30 độ. Khu vực miền Trung Bắc đèo Hải Vân, mây thay đổi, ngày có nơi nắng nóng. Do vậy, du khách cũng nên hạn chế tham gia những hoạt động ngoài trời về trưa chiều. Đến chiều tối thì có mưa rào và dông vài nơi. Ở tại Sầm Sơn, nhiệt độ là từ 25 đến 31 độ. Ở tại Phong Nha, Kẻ Bàng, nhiệt độ là từ 25 đến 38 độ. Và ở tại Huế, nhiệt độ là từ 25 đến 37 độ. Khu vực miền Trung Nam đèo Hải Vân, thời tiết khu vực này thì vẫn phổ biến là có mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Ở tại Đà Nẵng, nhiệt độ là từ 25 cho đến 32 độ. Ở tại khu vực Hội An, nhiệt độ là từ 25 đến 34 độ. Và ở tại khu vực Bà Nà, nhiệt độ là từ 22 đến 28 độ. Khu vực du lịch biển Nha Trang, Mũi Né, Vũng Tàu, thời tiết khá tốt và dễ chịu với tiết trời là ít mưa và ngày nắng. Ở trên biển thì sóng gió vẫn còn yếu nên thuận lợi cho du lịch biển đảo. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay tại khu vực này được dự báo dao động trong khoảng là từ 25 cho đến 27 độ và cao nhất trưa mai sẽ là từ 32 cho đến ngưỡng 33 độ. Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh. Ở tại Pleiku thì nhiệt độ là từ 22 đến 32 độ, ở tại Buôn Ma Thuột thì nhiệt độ là từ 23 đến 35 độ và ở tại Đà Lạt nhiệt độ là từ 15 đến 25 độ. Khu vực Nam Bộ đêm ít mưa, ngày trời nắng, có nơi vẫn còn nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Ở tại Tây Ninh thì có mưa, nhiệt độ là từ 25 đến 35 độ. Ở tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì không mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng có khả năng là đạt tới mức 35 độ. Còn riêng tại khu vực U Minh thì không mưa, nhiệt độ là từ 26 đến 34 độ. Du lịch biển đảo Phú Quốc, Côn Đảo, thời tiết phổ biến là có mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, sóng gió vẫn còn yếu nên tiếp tục thuận lợi cho đánh bắt và du lịch.
Ở tại khu vực Côn Đảo thì nhiệt độ là từ 27 cho đến 31 độ và ở tại khu vực Phú Quốc nhiệt độ là từ 27 cho đến 32 độ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết du lịch. Xin kính chào tạm biệt.